Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít Thái cập nhật sáng ngày 30 tháng 7 năm 2023, giá mít tăng nhẹ. Cụ thể, tại Tiền Giang mít nhất là 30.000, kem lớn là 28.000, kem nhì là 18.000 và kem ba là 8.000 đồng. Tại Đồng Tháp, An Giang, Long An, kem lớn là 27.000, kem nhì là 17.000 và kem ba là 7.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, kem lớn 26.000, kem nhì 17.000, kem ba là 7.000. Tại Vĩnh Long,